Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4. Và như đã hẹn thì em tiếp tục giới thiệu với anh chị cho bác mình một số các sản phẩm hàng si Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng và nhận chuyển khoản 100% đi đơn. Em không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một số cái mắt kính, và đây là những cái mắt kính tuyển lựa nhất trong cái đợt kính này mới về anh chị nha, và không có cái đồng giá là 100.000 trong video này anh chị ha. Anh chị mình săn kính sale thì mình có thể đợi em vào những cái video khác. Và riêng tất cả những cái sản phẩm khác thì em đều có thu phí ship, nhưng mà riêng đối với mắt kính thì em miễn phí vận chuyển anh chị. Cho nên là nếu mà trong đơn hàng mình có mua kèm theo một cái kính thì em sẽ miễn phí vận chuyển cả đơn hàng anh chị nha. Áp dụng khi mình có mua chung với mắt kính anh chị nha. Đầu tiên thì em có một cái kính này. Kính này là hàng hiệu của là Comet nè. Và cái này nó đặc biệt ở chỗ là nó có bọc vàng á anh chị. Mẫu này thì là của nữ nha, và chỉ bán cái gọng thôi. Tại vì cái tròng này nó có độ rồi, em không có bán cái độ của cái kính nha anh chị. Tại em không có cái để mình đo đó. Với cả là những cái này thì mình về mình nên cắt theo cái độ của mắt mình thì nó sẽ an toàn hơn. Kích thước của cái kính này thì nó được là 135. Em đo khoảng được 132, 133 đó, mà trên thông số nó ghi là 135. Độ mới rất là cao nha. Người ta có ghi cái thông tin ở đây, cái hiệu của nó là Comet nè, CM-6016. Và cái chỗ bọc vàng thì thông tin của nó ghi đây nè anh chị. Bọc vàng nè, chỗ này ghi chữ là, nó nhỏ quá để em gần gần lại nè. Cái gọng là gọng Titan nè, size là 135 nè. Gọng Titan T gạch 1/2 12kgf đó, 12kgf chỗ này ha, tức là bọc vàng 12k, và cái độ nhiều độ ít của nó là 1/12, tức là theo cái khối lượng của cái gọng kính anh chị. Cái đó thì nếu mà anh chị cho bác mình săn những cái hàng này thì mình đã quá rành rồi anh chị ha. Hôm nay thì em có hai cái kính bọc vàng, và kính bọc vàng thì giá nó cao nha anh chị ơi, giá nó không có rẻ ha. Em bán cái này cho mình mã là T1, em bán 680.000 mã T1 giùm em nha anh chị ơi. Em mã chữ T chữ tờ á, T1 ha. 680 cho cái gọng này. T1 680, cái này của nữ nha và rất là đẹp. À quên giới thiệu cái chỗ này nè. Đây, chỗ này người ta làm cái họa tiết như vậy nè anh chị. Đẹp lắm. Đó. Và giá trị nó có ha. Tính ra cũng nhiều vàng trong đây lắm anh chị, và là bọc vàng nha chứ không phải là mạ vàng ha. Chốt giùm em mã là T1, giá là 680.000. Em có một cái bọc vàng nữa, cái này cũng là bọc vàng 12k, nhưng mà cái lượng vàng bọc nó sẽ ít hơn nè. Mình đọc thông số ở đây nè anh chị, cái này em cũng mới tìm hiểu thôi. Nó sẽ ghi là 1/20 12kgf, cái hồi nãy là 1/12 nha anh chị nha. Thì cái gọng của nó vẫn là gọng titan và bọc cái vàng 12k vô đây. Nhưng mà cái hàm lượng thì nó là 1/20, tức là nó ít hơn cái kia. Cái này em mới đầu em nhớ là kính nam, nhưng mà cầm lên thì thấy nó cũng là kính nữ nha anh chị. Nó là gọng của nữ ha. Độ mới thì nó không có bằng cái kia khoảng, ví dụ như cái kia 10 điểm so với hàng si nha. Cái kia 10 điểm thì cái này nó khoảng cỡ 8 điểm vậy đó. Rồi, kích thước của cái gọng này thì nó sẽ được là 130 nha anh chị ơi. 130, cái này em bán cho mình với giá là 500.000 thôi. Chốt giùm em mã là T2, giá là 500. Cái này người ta cũng là bọc vàng 12k nha anh chị. Mã T2, giá là 500. Em có mấy cái kính mà nó có sẵn cái độ lão nè. Không ra anh chị hỏi quá chừng luôn, mà em mới soạn ra mới thấy đây. Và cái này em bán những cái này có độ là tại vì nó còn mới new như vậy, như chưa sử dụng thì cái độ này nó đúng nè anh chị ha. Còn ví dụ như người ta đã sử dụng rồi, mình đâu có biết là người ta có thai hay chưa đâu. Cho nên là những cái nào mà như dường như mới chưa sử dụng thì em mới bán báo cái độ cho anh chị thôi. Cái này là còn mới nguyên, chưa qua sử dụng, còn tem nè. Bên Nhật người ta bán với giá là 6.000 yên nha anh chị. Cái độ lão của nó là cộng 2.25. Cái độ này hôm trước hình như em có gặp một cây cộng 2.25 hay gì đó. Mỗi đợt nó mỗi khác nhau anh chị, và mỗi lần nó về cũng nhiều đó, nên cũng không có nhớ rõ lắm, nhưng mà nghe cũng quen quen ha. 2.25 như là cái độ này, cái hôm trước có anh chị nào hỏi em nè. Size là 130. Cái này của nữ nha, và nó mới như chưa sử dụng nha anh chị. Độ lão 2.25. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 250 nha.
250, chốt dùm em mã số là T3. T3 nha anh chị ơi, T3 giá 250. 250 này cho cái T3 này. Rồi, tiếp tục. Để coi kính có độ nè, cái này. T3 em có hai cây nha anh chị nha. Cây kia thì nó có cái tem, cây này không có tem nhưng mà nó cũng mới lắm. T3 em sẽ có hai cây nè. Cũng là 2. À không, bậy rồi. Cái kia 2.25, còn cái này 2.50 anh chị ơi. Để em lên mã khác nha. Đây, cái này nó mới như như cái kia luôn á, mới chưa qua sử dụng đâu. Và nó không có cái tem giấy lòng thòng kia thôi, chứ còn lại là mình cầm cái kính là mình biết nó mới lắm rồi anh chị ha. Đấy, và nó là 2.50, cái độ nó là 2.50. Kích thước của cái này thì nó sẽ được có là 130 nha, 130, cái này của nữ. Rồi các anh các cô mình chốt giùm em mã số là T4, giá là 250. Mỗi cây kính hôm nay thì nó đều có giá khác nha anh chị, mã là T4, giá là 250 cho cái kính này. Kính này thì nó là 2 độ rưỡi. Độ lão á, 2 độ rưỡi. Rồi tiếp tục. Kính độ thì chắc là hết rồi đó. Kính độ là hết rồi anh chị. Cây này, cây này cũng bọc vàng nè anh chị ơi. Cây này là bọc vàng 20k luôn. Nhưng mà điều nó không có cái chồng. Nó mất tiêu cái chồng rồi ha. Cây này thì không mới bằng hai cây kia. Em bán rẻ hơn nha. Nó cũng ghi trên đây là 1 phần 20 nha anh chị. 1 phần 20. Rồi titan, rồi mạ vàng, bọc vàng 12k GF nè. Hàng có hiệu nha, hiệu là em bia no 12 gì đó. Rồi. Nhưng mà nó chỉ là cái gọng như vậy thôi, nó không có cái trồng ha, và độ mới nó khoảng cỡ 80%. Mọc vàng 12k. Size là được 130. Cái này em bán cho mình với giá là 390 thôi. 390.000, chốt giùm em mã là T5. Giá là 390. Em có một số cái mắt kiến ở đầu video rồi, sau đó em còn nhiều hàng phía sau lắm. Túi xách đồ. Rồi cà vạt em mới về một đợt mới nữa kìa. Cà vạt hôm qua anh chị chốt là em đi hàng hết rồi ha. Cái này là mới về đợt mới luôn. Mã là T5, giá là 390. Rồi tiếp tục nè. Em có cái này. Cái này người ta bán là 7.140 yên nè. Cái này hôm trước em có mấy cây đó. Và hiện tại cái chồng này nó là cái chồng kiểu như dạng chồng demo đó, trồng mát demo á anh chị. Nhưng mà cái mẫu này là mình cắt cận là rất là phù hợp nha. Nhưng mà hiện tại cái trồng này nó là trồng mát luôn, là dạng cái trồng demo của hãng á. Giá người ta bán là 7140 nè, và rất là mới luôn. Cái này thì hiện tại không có độ ha, mình mua về mình có thể xài liền được, hoặc là dáng này thì mình đi cắt nó rất là đẹp. Size là 135. Cái này em bán cho mình 220 nha. Cái này của nữ. Chốt giùm em mã số là T6. T6 giá là 220. Mã T6 nha. Kính thì nó hơi lâu chút anh chị, tại vì em phải cất nó vô trong bọc ấy, sợ nó trầy á. Em có một cái kính nó độc lạ lắm, để em tìm chút xíu nè. Nãy sợ sợ em thấy cái kính nó lạ lắm. Đây nè, cái này nè. Cái này nó khác biệt mấy cái kia ở cái thiết kế nha anh chị. Cái này mình cũng có thể cắt cận hoặc là cắt lão đẹp luôn. Cái trồng này hiện đang là cái trồng hãng nha, trồng mẫu nha. Rồi, và nó đẹp mới như chưa sử dụng. Và anh chị sẽ thấy cái này nó khác cái mấy cái kính khác. Nè, nó có cái độ gấp như vậy ha. Nhìn thiết kế rất là hay. Thay vì người ta làm cái điểm mũi chỗ này á, thì người ta không làm. Người ta làm hai cái điểm hai bên đây, hai bên cái gần cái tai của mình á. Thì nếu mà anh chị nào mình đã thường xuyên xài kính á, mình là xài kính cận hoặc kính lão thường xuyên, thì cái chỗ mũi của mình ngay cái đệm đó nó hay bị mỏi, hay bị đau, hay bị dợp chỗ đó luôn. Thì người ta để hạn chế chỗ đó thì người ta làm cái này. Nó độc lạ lắm nha anh chị ơi. Cái này là hàng hiệu của là Neozin Titanium. Đó. Cái này nữ nha, và Made in Japan ngay đây luôn nè. Đẹp lắm ha. Cái chồng này hiện tại nó là cái chồng demo. Size là được 130. Cái kiểu dáng của cái kính nó rất là độc đáo luôn. Chốt giùm em mã số là T7. Em bán 350 cho cái kính này. Mã là T7 nha. T7 giá 350. Quá trời độc lạ. Rồi tiếp tục. Em có cái kính cái gọng này của Nam nè. Gọng này của Nam, hàng hiệu Zebra Band.
không phải là Ray-Ban nha, mà là ghi là dép Ray-Ban nha anh chị ơi. Ray-Ban đó, không phải cái Ray-Ban của Mỹ kia đâu nha. Rồi Z-Ban gì nè đó, cái chỗ này không phải cũ đâu mà là người ta làm sơn thủy như vậy đó. Cái gọng này của nam nha anh chị, và độ mới rất là cao. Để em coi có độ không. Cái này có độ mà độ nhẹ hều à. Độ rất là nhẹ nha, nhưng mà mình cũng phải đi thai thì mới sử dụng được anh chị ha. Size là được 138 đến 140 á, size số chút xíu nha. Cứng cáp cực kỳ luôn. Cái này em bán 200, chốt giùm em mã số là T8, giá là 200 ngàn. Mã T8 giá 200 cho cái gọng này của nam nha. T8 giá 200. Hàng sale thì anh chị đợi em soạn gom gom anh chị, tại vì hổm giờ em bán cũng dường như là hết cái kính sale 100 ngàn rồi. Để em gom gom nhiều nhiều đông đông đi rồi em hả lên tiếp cái kính đó anh chị ha. Để thôi là một lần là ít thì cũng anh chị cũng khó lựa chọn. Còn mấy cái này thì giá nó cao nha. Đây cái này cũng của nam nữa nè. Này mới đẹp luôn anh chị ơi, đẹp quá. Cái gọng này dành cho các anh các chú này, nó đẹp thôi chứ không ghi chữ gì hết trơn. Đẹp và rất mới nha. Đấy, cái này mình có thể cắt cận hoặc là cắt mát hoặc là cắt lão đều đẹp luôn nha. Cái này dành cho các anh các chú luôn nè, và nó mới lắm, giống như là 90 mấy% luôn á, cực kỳ đẹp. Rồi, size ngang là được 135. Đẹp quá. Cái này giá cũng là 200 luôn. Anh chị chốt giùm em mã là T9. Giá 200, mã là T9 nha. Giá 200 ngàn. Tiếp tục. Rồi em có cái này em có hai cây nó giống nhau nè. Hai cây này giống nhau. Đây một cây thì là cái gọng nó màu xanh, một cây là cái gọng nó màu đỏ. Cùng một size, cùng một thiết kế, cùng một thương hiệu luôn. Bên Nhật người ta bán tới 26.000 yên nha anh chị. Gọng là gọng titan ha. Hiệu là Kyoko Haiga gì đó. Gọng là gọng titan nha anh chị ơi. Và cái trồng này là cái trồng demo, trồng mẫu nha. Em có hai cái, một cái là cái gọng màu xanh, cái phía sau màu xanh, cái là phía sau của nó màu màu đỏ nha. Hàng này là được made in Japan. Đó, cái này của nữ nha anh chị. Hai cái này thì em làm chung một mã và anh chị chọn cái màu giùm em ha. Size là 130. Cái này nó cũng cùng size luôn và nó dường như mới chưa qua sử dụng đâu. Chốt giùm em mã là T10 xanh hoặc là T10 đỏ nha. Em bán là 350 một cây nha anh chị. Cái này em có hai cây. T10 em có hai cây hai màu giống nhau. Nó chỉ khác cái chỗ đó thôi. Rồi, cùng giá ha. Mã T10 giá 350, T10 xanh hoặc là T10 đỏ. Rồi cây này nó rất là mới nha. Hàng này là hàng xuất xứ tại nước Áo nè, made in Austria. Mình nhìn sơ cái mình bị nhầm hồi Australia, nhưng mà nó là nước Áo đó anh chị. Size nó là size 130, người ta bán tới 36.000 yên lần hàng có hiệu nha. Rồi cái này thì cái gọng của nó sẽ là kiểu bọc nhựa. Rồi cái trồng này là cái trồng mát thôi, trồng mát, trồng bụi thôi anh chị ơi. Đó, cũng mới lắm. Rồi size của nó sẽ được đó là 130. Nhưng mà điều anh chị thấy cái này nó ít kim loại ha, nó đa số là nhựa. Em bán 150 thôi cho cái kính này và rất là mới nha. Chị nào mà mình vừa cái size này mình chốt liền, cái này mới lắm. 150 mã T11. 150 nha anh chị, mã T11 giùm em. Rồi tiếp tục. Đơn hôm nay và đơn ngày mai thì em sẽ gom lại vào thứ hai. Em đi đơn nha anh chị, thứ hai em đi đơn ha. Còn đây cái này. Lễ thì em sẽ có video nhưng mà không có đi hàng được, thì qua lễ em sẽ gom lại đi đơn ha anh chị ha. Mình ở nhà nếu không có đi đâu chơi thì mình có thể coi ủng hộ giùm em nha. Đây là gọng titan made in Japan. Mới lắm, mấy cái này mới ken anh chị. Bình thường em bán mấy cái 100 ngàn một cái, hoặc 100 ngàn 2-3 cái, 4-5 cái gì đó, vẫn rất mới. Anh chị nhận thì mình thấy nó không phải cũ hư gì đâu. Nhưng mà cái này nó còn mới hơn nữa, và dường như nó like new ha. Và mấy cái này bán giá cao hơn thì dĩ nhiên là phải có cái điểm cộng hơn, nên nó mới cao hơn mấy cái kia. Hàng hiệu là Ligan. Gọng là gọng titan này, made in Japan nha. Rất mới luôn. Cái trồng này là trồng đã có độ rồi, mình về mình thay nha. Cái này là tông màu tím nha anh chị. Trồng này có độ rồi ha. Style của nó nè,
Size ngang là được 132, từ 130 đến 132 nha anh chị ơi. Cái này em bán cho mình 220, chốt dùm em mã là T12, giá là 220 cho cái kính này. T12 giá 220. Rồi, một số cái kính thôi, em cũng còn một ít nữa nhưng mà để em qua hàng khác nha. Để thôi có một số anh chị mình không có thích mua mắt kính thì mình cũng không coi được nhiều ha. Mắt kính thì để em có một video sau nữa đi. Rồi, xong, xong phần mắt kính. Rồi em có một số cái mẫu cà vạt mới về nha anh chị. Đẹp lắm, cà vạt đợt này nó trẻ trẻ trung nha anh chị ơi. Cà vạt thì dĩ nhiên là hàng si mà không có thể full hộp, mấy này không có full hộp gì hết nhưng mà độ mới nó cao. Và thậm chí mình vẫn mua tặng được nha anh chị ơi, tại vì nó không có cũ gì hết trơn đó. Thoải mái luôn, xài bình thường ha. Cái này bằng vải nè, hàng hiệu của Đát, này là của nước Anh nha. Đát London nè. Đát này thì chưa, để em chỉnh cho cái này nó sai chút dễ nhìn ha anh chị ha. Bỏ này đi. Đó, vậy dễ nhìn hơn. Rồi, Đát này thì mình thấy túi xách rất là nhiều ha. Đó. Mẫu này thì nó màu tông của nó màu hồng nè, họa tiết màu đen với lại màu xanh. Đó. Cái nào cũng đẹp hết nha anh chị, chất vải xịn sò. Rồi, tiếng Nhật ngay đây. Rồi, cái chỗ mà to nhất của cái cà vạt này á, thì nó sẽ được có là 8 chấm ở là 9 nha anh chị ơi. Mấy mẫu này thì rất là dễ xài ha. Tuổi nào em thấy mình xài mấy cái mẫu cà vạt này nó cũng hợp hết, nó không có quá già, cũng không có phải là quá kiểu như tuổi teen quá đâu. Tuổi teen thì thường mình xài cái bản nhỏ xíu à. Còn mấy bản này là bản kiểu trưởng thành à. Rồi, cái này đẹp nha, cái màu hồng này rất là đẹp. Anh chị chốt giùm em mã số là T13. Em bán cho mình 220. T13 giùm em ha, 220.000 cho cái cà vạt hàng hiệu của Đát nè. Và được độ mới rất là cao ha. Rồi em có cái này. Cái này chưa, cái này để sao đi. Cái này có họa tiết nè, tông màu của nó là tông màu đỏ nâu. Nhìn cái vải là mình biết hàng hiệu rồi đó anh chị. Cái họa tiết của nó là hình giống như là hoa rẻ quạt vậy. Hàng Nina Ricci. Xuất sắc chưa? Nina Ricci này là thương hiệu của Pháp nha anh chị. Và mấy cái này có tem Nhật, là đa số người ta sản xuất tại Nhật á. Rồi, nó đẹp như vậy nè. Không có gì để chơi hết. Cái này thì mình thấy thích cái màu này thì mình chốt thôi. Chứ độ mới thì cao ha. Size là được 8.8. Rồi, Nina Ricci này em cũng bán cho mình với giá là 220. Anh chị chốt giùm em mã là T14, giá là 220. T14, giá 220.000 cho cái cà vạt của Nina Ricci. Nina Ricci mình hay gặp túi xách nha. Mấy cái thương hiệu này em thấy đa số thương hiệu túi xách đó thì thời trang người ta sẽ làm nhiều thứ lắm. Đây, cái này sọc nè, sọc này cái màu tông màu kem kem ha. Trời ơi, cái hiệu này hôm trước em có bán cái áo nè, Aqua Custom của London nha. Hiệu này rất là xịn nha anh chị. Túi xách của nó cực kỳ giá cao luôn. Rồi, cũng như cái kia vậy đó, nó cũng là cái dạng dạng cà vạt trung, kiểu cà vạt trưởng thành ha. Mình thấy thích cái màu thì mình chốt thôi. Chỗ này nó có cái hơi hơi kiểu cái lằn mai nó ngay chỗ cái màu xanh luôn á, mình thấy nó hơi hơi viền viền nè. Nhưng mà khi mình xài không ai soi kỹ tới vậy đâu anh chị ơi. Size ngang của nó sẽ được là 9.5. Cái này em bán cho mình 200 là em trừ điểm cái này ha. 200.000 mã là T15. Giá 200 mã T15. Cho cái cà vạt hàng hiệu nè. Cái này hiệu xịn lắm á. Cái nào cũng đẹp hết anh chị, cái nào cũ là em báo liền nha, chứ mình yên tâm ha. Rồi, hàng si nhưng mà độ mới còn cao. Rồi cái này, cái màu của nó là màu sọc mà nó hơi kem kem, cái bản này nó nhỏ hơn nè. Cái này made in China, hiệu gì đây? Hiệu là The Suit Company gì đó, made in China, dạng hàng thời trang. Vải nó là vải lụa và có cái họa tiết sọc nha anh chị. Size của nó chỉ là 7 thôi, cái này thì nó trẻ hơn hai cái kia nè. Trẻ hơn mấy cái kia. Màu này thì anh chị mình phối với áo sơ mi màu đậm chút xíu là cũng ok. Thật ra mình phối với áo sơ mi trắng cũng được đó anh chị. Tại vì nó không phải màu trắng đâu, nó màu kem kem mà ánh nhũ ha. Thì nó cũng rất là nhu. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 120 cho cái cà vạt này. 120 mã số là T16. T16 giá là 120 cho cái cà vạt. Em tưởng đâu đợt cà vạt này nó về chung với cái kẹp cà vạt đó chứ. Nhưng nó về cái này trước rồi. Kẹp cà vạt anh chị đợi em đợt sau nha. Hôm nay thì nó chỉ về có một bộ băng set thôi. Cái này là hàng hiệu là Jim Thompson. Jim Thompson này đồ mắc lắm nha anh chị. Một cái áo khoác của họ là rơi vào khoảng
mình tính ra tiền Việt á là khoảng 20 mấy triệu đó, một cái áo khoác bình thường thôi đó. Đó, cái này thì cái họa tiết của nó là họa tiết hình con voi đây, cái tông màu nó cũng rất là dễ xài nha. Rồi cái bảng chỗ bự nhất của cái cà vạt này nó được đó là 8.5, em bán 220, mã là T17, giá là 220 nha anh chị. T17 giá 220. Hôm nay thì anh chị không biết là bắt đầu nghỉ lễ chưa ha, và cũng cuối tuần á, mình có thời gian rảnh thì mình ngồi mình coi video, thích món nào ủng hộ giùm em ha. Hôm nay có nhiều hàng mới cũng như là có nhiều hàng sale. À, cái cà vạt này cái bảng của nó nhỏ nè anh chị, nhưng mà nó đặc biệt nha, cái này không phải là hết vải mà người ta nói đâu nha, miếng vải nó có cái họa tiết như vậy nha anh chị. Nè, cái miếng vải nó có họa tiết như vậy thì cho nên là ở dưới này á, anh chị thấy cái màu này, nhưng cái dây nhỏ phía sau thì nó màu khác á, như là tại cái miếng vải sọc người ta chọn như vậy ha. Rồi size ngang á, là được 6 thôi, cái chỗ bự nhất đó là 6 nha, hàng hiệu của là BSFA gì đây nè. Hàng này được made in China nha, siêu 100% nha anh chị, bắt in nước nào thì kệ nó thôi, cũng không quan trọng anh chị ha. Nó rất là mới, cái màu này nó cũng đẹp nữa, màu này dễ xài. Mấy màu này toàn là dễ xài không à. Ví dụ như họa tiết mà bông hoa mà kiểu cổ điển thì các chú xài, còn mấy này thì các anh mình trẻ trẻ chắc mình xài ok nè. Em bán cho mình với giá là 190 cho cái này, mã số là T18. T18 nha anh chị, giá 190.000. T18. 190 này. Rồi cái này đẹp quá, cái này tông màu rất đẹp, rất sang luôn nè anh chị. Cái này hiệu nè. Hiệu gì đây? Hiệu là đua ban của Made in Japan ha, hàng xịn nha anh chị ơi, cái màu này đẹp quá trời luôn á, cái màu này rất đẹp, rất dễ xài luôn nè, đẹp lắm, một tông tím nha, thanh lịch cực kỳ. Size ngang là được 8 cm, cái này em bán cho mình với giá là 230, quá đẹp, cái màu này cực kỳ đẹp và độ mới cao, 230, mã là T19, T19 nha anh chị, giá là 230, cái nào cũng đẹp hết trơn, 200 ngoài là mình mua được cái cà vạt hàng hiệu xịn VIP rồi. T19 giá 230. Mấy cái này á thì người ta ví dụ người ta xài rồi chăng nữa thì nó cũng không phải là như quần áo, cho nên là nó không có cũ. Cái nào cũ là kiểu xài nhiều á anh chị, em bán rẻ lắm. Cái này tông màu nó như vậy. Tông màu này anh chị thấy nó giống như là cardin hay có cái dạng chấm chấm nha. Nhưng mà này không phải, cái này cái hiệu hồi nãy nè, BSFA gì đó. Viền nha, có viền xanh và cái dây đó là dạng dây nhỏ. Dây nhỏ ha. Ở đây á, thì là có cái ghi là siêu 100% nè. Made in China. Cái này em bán cho mình với giá là 120 luôn. Cái bảng nhỏ nha anh chị, bảng dây nhỏ. Màu này cũng dễ xài thôi và cái vải lụa nó xịn nha. Size là 5.6 thôi. Đó. Cái này chốt giùm em mã T20 giá là 120. T20 giá 120.000. Cho cái này. Rồi, em còn một cái cho cái đợt này nè. Cái này thì tông màu của nó là tông màu trầm, nó cùng hiệu với cái này màu xanh nãy đó. Nhưng mà anh chị sẽ thấy cái này nó hơi hơi đổ lông nhẹ nhẹ chỗ mấy cái đường chỉ nè. Nhưng mà cái màu này dễ xài ha. Cái này em bán mình với giá là 80 thôi. 80.000 cho cái này. Chốt giùm em mã số là T21, giá là 80 nha anh chị. T21 80.000. Rồi là em hết cái cà vạt của cái mới về hôm nay. Hôm qua thì hình như là anh chị cũng chốt hết trơn rồi đó. Và anh chị muốn mua cà vạt nữa thì đợi em tiếp nha. Hàng đẹp lắm. À, đang nói cà vạt thì em có mới về một cái kẹp cà vạt nè. Có một cái thôi, cho nên rất là nhiều khách dặn, cho nên là em không có ưu tiên cho ai anh chị nha. Mình xem mình có thích thì mình chốt giùm em, nếu mình chốt trước thì mình lấy ha. Còn nếu mà mình chưa chốt kịp hôm nay thì vẫn cứ đợi em nha anh chị. Em đang sắp về một đợt măng xét kẹp cà vạt đồ đó, nhưng mà nó chưa về hôm nay. Hôm nay thì về cái này VIP thôi. Cái này là hàng hiệu của Pierre Cardin nè, full hộp nha, này mua tặng được luôn. Xuất sắc, quá trời đẹp. Ở bên trong thì bao gồm một cái kẹp cà vạt và hai cái để và hai cái này là để gài cái tay áo sơ mi, xuất sắc cực kỳ luôn. Này anh chị dặn em dữ lắm nhưng mà nó về được có một cái thôi, cho nên em không có ưu tiên ai, không có nhắn ai hết trơn. Em sẽ lên đây luôn giới thiệu trên này ha. Đây Pierre Cardin nè anh chị, khoen khóa là sáng trưng nha. Cái này còn mình mua tặng được á, nó mới lắm đó. Kẹp cà vạt với một cái măng xét nha anh chị ơi.
Rồi bộ này em bán cho mình với giá là 850, chốt giùm em mã là T22 850, quá đẹp. Em không biết ngoài BA Cạc Đi người ta bán này nhiêu nữa. Mình cũng không có kinh nghiệm mua mấy này. Em bán theo giá nhập thôi ha. T22 giá 850 nha. T22 giá 850. Tiếp tục. Em có một cái ví nam hàng hiệu của Paul Smith nè. Paul Smith này là hiệu xịn lắm nha anh chị, giá cũng cực kỳ cao. Và cái ví này á, thì nó sẽ là cái ví thẻ thôi. Mình muốn đựng tiền thì mình xếp tiền gọn bỏ vô đây ha. Nó không có ngăn đựng tiền dài. Paul Smith đây, cái này là full da bò và lai nêu. Mình có thể mua tặng được luôn nha anh chị. Kích thước của cái ví này thì nó sẽ được là 10.5 nhân với lại 7 cm. Đây mình bỏ thẻ vô đây. Tiền á, thì mình có thể xếp mình bỏ vô đây. Còn không thì mình chỉ đựng thẻ, nem cạc, đồ này kia thôi chứ mình khỏi cần đựng tiền. Đựng tiền mình mua cái ví khác. Rồi, bên trong là lót vải không có vấn đề gì hết nha anh chị ơi. Cái này em bán cho mình với giá là 390 ngàn. 390 cho cái ví này, chốt giùm em mã là T23, giá là 390 ngàn. Ví hiệu của Paul Smith nha. Hiệu này đắt lắm nha anh chị và ít khi nào mình gặp mới lắm. Đa số là nó cũ xì thôi. Lâu lâu mới có được một cái hai cái mới gì đó. Em có một cái này của Dunhill. Cái này là vô đây em chỉnh cho nó xa xa chút nha anh chị. Rồi ok. Cái này là một cái dây thắt lưng nha. Dunhill này còn bóc nè, nhưng mà cái hộp thì nó cũng hơi cấn cấn ha. Rồi, mở ra như vậy nè. Đó. Ở bên trong này là thắt lưng. Này là sổ thẻ của Dunhill. Ở bên trong là có cái túi nhung ghi chữ Dunhill nha. Trong đây là một cái thắt lưng dây da cá sấu của Dunhill. Cái khoen nó sáng trưng luôn nè anh chị. Dây này là da cá sấu thật anh chị ha. Ở trong thì ghi là Dunhill 36 gạch 90. Có một cái tem Dunhill ngay đây. Tem Dunhill ngay đây thì nó có hơi oxy hóa nè. Cái này đã sử dụng rồi. Hộp đồ quá trời á, nhưng mà cái thắt lưng đã sử dụng rồi nha, không có mới ken nha. Rồi. Để em coi. Dây này của nữ anh chị. Nam anh nào phải ốm ốm mới xài dừa. Nữ này là khoảng size L là mang dừa. Để em đo kích thước nha. À, bảng dây là được 3. Bảng dây này được 3 rồi, cái chiều dài bao gồm cái mặt luôn á thì nó sẽ được đó là 10 cm ha. Bao gồm mặt luôn nó là 10 cm. Cái khoen này nó mới ken luôn. Và cái khoen này trên đây nó không có dập Dunhill. Trên cái khoen á, trên cái mặt á không dập nha. Da cá sấu nè anh chị, cái này là da cá sấu thật nhưng mà anh chị thấy có qua thời gian sử dụng thì nó sẽ răng, mình nhìn thấy có dấu vết thời gian á. Chứ nó không có nứt gãy nha, nhưng mà mình sẽ thấy mấy cái vết răng nó đậm đà hơn. Bình thường thì da cá sấu lúc nào những cái vết của con cá sấu thì nó cũng hiện lên. Cái này thì thấy nó đậm đà lên. Và độ mới tổng thể của nguyên cái dây này thì nó rơi vào khoảng cỡ 88-89% hàng si ha. Đấy, dây nguyên bản của Dunhill. Rồi, cái này thì kèm theo cho mình một cái mặt nữa. Cái mặt này cũng là cái mặt vàng, màu vàng luôn nha. Kèm theo cái mặt này. Chừng nào mình bỏ cái kia thì gắn cái này vô. Rồi kèm theo này là cái gì? Này là cái dây cắt gì đó anh chị ơi, không biết nữa. Nè cái dây cắt của cái đó quá. Nè cái dây cắt của cái này nè. Rồi, nhiêu đó đó. Rồi, hết ha. Dây này thì còn full hộp luôn. Nhưng mà không phải là hàng mới nguyên chưa xài mà là hàng có sử dụng rồi nha anh chị. Cái này để em coi coi giá nó bao nhiêu anh chị nha. Nó cũng rẻ à, không mắc đâu. Giá của cái sợi dây này hàng mới về cho nên một số cái em chưa có nhớ giá đâu. Anh chị có săn hiệu Burberry hay là này kia thì mình đợi em nha. Cỡ chắc cỡ thứ hai hay gì hàng về tới. Cái này em bán cho mình với giá là 780 ngàn cho cái sợi dây Dunhill này. 780 nha anh chị. Chốt giùm em mã số là T24. Giá là 780 ngàn cho nguyên sợi dây Dunhill full cái hộp. Tình trạng y như em có báo nha anh chị ơi. Mã số là T24. 708 Dunhill. Rồi. Tiếp theo. T24 này. Em có một cái ví Cartier, Cartier này là thương hiệu rất là VIP nha, giá cực kỳ cao. Mình nghe tới ví Cartier cái là giá
hoặc là túi Cartier cái là giá vài triệu đó. Giá em thấy bán hàng si nó không có thua gì mấy mấy chị bán hàng LV đồ đâu, giá cao cực kỳ. Và thêm một cái thương hiệu giá cao nữa là cái Savator đó, em cũng đã có săn được hai ba cái túi gì Savator phong hợp cho các chị nha, nhưng mà hàng chưa có về tới. Đây đây là một cái ví da còn hộp của là Cartier, ví này màu nâu ha, bên trong thì còn sổ còn thẻ đồ như vậy. Đây là thương hiệu rất là VIP nha anh chị đó. Hàng này của Pháp ha, và hình như là cái này made in Italy hay gì đó. Cái khi mà anh chị nhận về thì cái ví nó y chang như vậy, mình thấy còn hộp rồi luôn, nhưng mà mình thấy có dấu vết đã sử dụng rồi, góc này có sờn nè, có cái độ nhăn kiểu như ta có để trong túi xách hay để trong túi áo túi quần gì đó nha anh chị, nhưng mà còn đẹp dữ lắm, da xịn cực kỳ. Cartier Paris nè và made in Italy ở đây ha, dập chỗ này nhiều ngăn đựng thẻ, bên trong lót vải dập hiệu luôn. Hiệu này rất là VIP, rất là đắt tiền nha anh chị ơi, hiệu này không phải là hiệu rẻ, giá cao hay hàng luxury cổ điển. Size là được 17.5 nhân với lại 9, cái này em bán 680, chốt giùm em mã là T25, giá là 680 ngàn, mã T25 nha anh chị, 680 T25, hàng rất là đẹp. Này gì, cái này là cái đồng hồ tịt nót nè anh chị, cái này em sale cho anh chị đi. Đồng hồ đợt này thì không có về, chưa có về ha, em còn có một cái này thôi, em sale cho các anh luôn. Cái này là đồng hồ automatic nha, tức nghĩa là nó tự động á anh chị, mình cầm nè lắc kiểu như mình đeo trên tay á, nó có di chuyển á thì cái kim nó chạy nè đó, thì tự động nó chạy hồi cho tới đúng giờ cho mình anh chị ha. Rồi chứ không có thay pin nha. Cái này trên cái mặt thì nó có độ trầy nè, hàng mình có thể sưu tầm được ha. Tịt nót chỗ này, dây là dây nguyên bản luôn, ghi sao là automatic nè, mã của nó sẽ là 53E0716. Cái này hàng si nha, phía sau lưng thì nó có cái độ độ mà cũ, có kiểu như người ta xài rồi đó, có độ trầy trầy anh chị. Dây này là dây đã cắt rồi đó, dây này là đã cắt rồi ha, nó không có còn dài, nó còn ngắn như vậy nè. Để tí em đo thì anh chị nào thấy đúng cái size của mình thì mình lấy nha. Đó. Rồi bên trong thì ghi chữ là Swiss nha. Swiss ghi nhỏ xíu như này. Này của Nam nha, và Nam dạng cổ điển vintage ha, chứ không phải là dạng hiện đại bây giờ. Size luôn nấm mặt là được 3.6 3.7 nha. Độ dày của nó sẽ được là 1 cm. Rồi cái dây nè, dây đo làm sao để được cái đây nè anh chị, cái dây thì em đo từ đây qua đây tầm khoảng 6 thôi, tức nghĩa là như cái tay của em nè thì là em đeo khoảng là 5, thì các anh nào mà cái tay ốm ốm mới đeo được cái này nha, hoặc là các chú mình lớn tuổi thì cái tay mình hơi ốm ốm á nè đó. Cái tay em thì đeo nó rộng nè, nó hơi rộng chút thôi chứ không rộng nhiều đâu, cho nên là nếu mà cái tay mình to to mập mập chút là không vừa nha, tại vì dây này người ta cắt rồi đó. Cái này em đang bán 1,2 triệu và em siêu sale xả kho cho mình với giá là 900 ngàn ha, em còn có một cái thôi và không có lỗi lầm gì hết trơn anh chị, nó bình thường nha, không có lỗi lầm gì hết, hàng đang chạy bình thường, hàng hiệu xịn luôn, máy Thụy Sĩ luôn, tại vì còn có một cái em sale luôn á. Đợt sau nó về đồng hồ thì có nam có nữ nữa, anh chị săn thì mình đợi em tiếp ha. Cái này thì hàng xịn lắm, tịt nót thì hàng siêu xịn rồi, không có gì phải lăn tăn. Rồi tiếp tục nè, gần đây thì em bán đồng hồ đa số là em sẽ có thay pin sẵn cho anh chị á, để thôi mình mua về lỡ nhiều khi mình mua cả triệu mà không có chạy sao, tại vì em thay pin sẵn hết nha, cái nào chạy thì mới bán thôi. Rồi em có một cái đồng hồ này là của thương hiệu là Westwood, cái này đồng hồ để bàn nha, Westwood anh chị, thương hiệu này đắt đỏ cực kỳ anh chị ha. Trước đây khi mà em chưa có biết về nó đó, em có bán một số cái kẹp cà vạt mà của Westwood này nè, và cái hình đầu con ngựa đồ đó anh chị không biết có nhớ không, nếu mình có mua rồi thì đó là những cái sản phẩm rất là VIP nha. Thương hiệu này mắc cực kỳ luôn, người ta bán những cái đồ trang trí nội thất như vậy, hoặc là trang sức, hoặc là những cái phụ kiện đồ đó, giá mắc lắm, vài triệu cho một cái nhỏ xíu xíu thôi chứ không rẻ đâu. Cái này là một cái đồng hồ dạng như là sứ sứ hay thạch cao gì đó, Westwood, hàng được made in England. Rồi đây là đồng hồ The Ben Mod nha anh chị, cái mặt nó như vậy, rất cổ điển, mình trang trí cực kỳ đẹp luôn. Cái này là em sẽ test pin trước cho anh chị khi mà giao cho anh chị ha,
Size ngang của nó sẽ được đó là cái đế nè 6.5, cao lên là được 14 nè, độ dày của nó là 5 cm. Kim thì nó chỉ có hai kim thôi nha, không có kim dây đâu. Mình thay pin là mình mở ở ân sao này. Cái này trong đây có sẵn cái pin, nhưng mà cái pin này nó hết pin rồi, lâu rồi anh chị. Cái pin loại ngắn như vậy nè, chứ không phải cái pin loại dài của mình đâu nha. Nè, máy thì máy Nhật ha, và cái này được lắp ráp tại Trung Quốc nha. Mình thấy chữ China mình đừng ngại ha, máy là máy Nhật đàng hoàng, ta chỉ lắp ráp tại Trung Quốc thôi. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 450 nha anh chị ơi, 450 thôi. Đấy, đẹp lắm, hàng hiệu xịn đó nha anh chị, hiệu này không có phải là hàng thường đâu. 450, nhỏ sạch, nhỏ gọn xinh xắn. Chốt giùm em mã số là T26. T26 giá 450 cho cái đồng hồ để bàn hàng hiệu của Westwood của nước Anh. Rồi, cái đồng hồ Valentino. Đồng hồ này thì vừa là đồng hồ, vừa là cái tủ luôn, hàng của Giovanni Valentino. Đấy. Cái tủ này cho các chị mình để đồ cá nhân, để trang sức đồ này kia trong đây ha. Nó như vậy. Một một ngăn nè, hai ngăn nè, ba ngăn nè. Ở trên cái mấy cái đồ mình cầm thì nó có đồ oxy hóa nha. Đồng hồ thì nó ở đây. Rồi có hộp nhạc. Mở lên thì nó kêu nha anh chị. Đây là thôi. Đó. Vậy đó anh chị ha. Rồi. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó rất là dễ thương, mình để trên đầu giường đồ này kia cũng được, hay trên bàn trang điểm rồi đó. Size là được ngang là được 15, cao lên là 19 nè. Bề dày từ tường ra là được 16. Cái này em đang bán với giá là 750 và sale nhanh cho anh chị với giá là 550 luôn. Bán sale cho hết hàng anh chị ha. 550 T27 giá là 550, mã T27 nha. Giá này là giá sale nha anh chị. Rồi. Em có một số cái túi xách nha, hàng mới về nè. Hàng hiệu này là của Eli. Éo le đó. Eli của Pháp nè anh chị, xuất sắc cái túi. Bằng da bò. Đẹp quá. Cái form dáng rất là đẹp nha. Size ngang là được 27 nè, cao lên là được 19, độ dày của nó là được 12 cm. Xách giày hàng hiệu của Eli ha. Hiệu này hồi trưa này em có một cái mắt kính đó em bán rồi. Đẹp lắm, độ mới cao. Độ mới cao, mấy chỗ này nhăn nhăn là tại vì người ta làm cái kiểu xếp vậy thì nó phải nhăn thôi anh chị ơi. Mình không có khác hơn được ha. Không phải lỗi, phải cũ gì đâu nha. Rồi, có khóa kéo đây, cái này là bằng da bò. Còn dây luôn chứ. Cái này còn cả dây nha anh chị, quá trời đẹp rồi. Dây zin của túi luôn. Hiệu này cũng không rẻ đâu nha. Hàng hiệu của Eli của Pháp nè, bên trong lót vải nha anh chị. Sạch đẹp bên trong, độ mới cao. Cái này mình xách cũng được, hoặc là mình gắn dây vô mình đeo cũng được luôn. Em bán cho mình với giá là 850 cho hiệu này nha, quá rẻ. 850, mã là T28, giá là 850, hiệu Eli. Cho cái túi này, còn cả dây. Chất da quá trời đẹp xịn luôn. Tiếp tục. Em có một cái túi này mình có thể đựng máy chụp ảnh rồi nè, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Cái này bằng vải nha anh chị. Đây, nó như vậy ha, đựng máy chụp ảnh đây, dây đeo đây. Hàng được made in nước Mỹ luôn à, made in USA. Bằng vải nha. Size ngang là 17 nè, cao lên là được 21. Đó. Cái kiểu nó như vậy nè, kiểu như hình trái dâu vậy ha, để mình đựng máy chụp ảnh đó, hàng được made in USA nè. Cái này trong đây nó có cái tem gì nè, kem Canon gì đó. Không, tem Canon này chắc là của cái người chủ cũ hay sao đó nha. Trên cái túi thì em không thấy chữ Canon vậy ta. Đó, không phải của hiệu Canon, hiệu nào đó của nước Mỹ nha. Rồi, cái này thì ở trước này có ngăn nữa nè. Cái này em bán cho mình với giá là 380, 380 nha. Chốt giùm em mã số là T29.
T29, giá là 380 cho cái túi này. Túi này chuyên dụng ha, để mình để máy ảnh luôn á, chuyên dụng luôn á. Rồi tiếp tục. Em bữa nay thì có cái túi đà điểu này màu đỏ, đẹp lắm, mới về. Lâu lắm rồi mới gặp đà điểu màu đỏ nè anh chị. Đà điểu thì em mới về cái màu đỏ đó, với còn hai cái màu đen đẹp xuất sắc luôn. Hai cái đen này để em sale cho các chị mình đi. Còn cái đỏ này là mới về nha anh chị ơi. Chị nào muốn xài màu đỏ chốt liền cái này nha, nó mới. Và dây nó là dây đôi nha, mình có thể tăng đưa ngắn dài. Khoen khóa là sáng trưng, cái túi nó mới cỡ này nên chị, mới lắm nha. Đây là một cái dòng da cao cấp nha anh chị. Bên trong lót da luôn. Trong này lót da nha. Cái lót chỗ này mình thấy nó răng răng nhưng mà mình kệ nó ha, nó không có ảnh hưởng gì đến mình sử dụng đâu. Đó, bên trong lót da sạch đẹp nha. Khóa kéo đây. Rồi. Phía sau, sau lưng đây có một ngăn nữa nè. Rồi. Kích thước size ngang là được 22, cao lên là được 21. Cái này nếu mà lót nhung là em đã bán tầm khoảng 1 triệu rưỡi rồi đó anh chị. Nhưng cái lót này lót da và mình nhìn thấy về mặt nhìn á, nó có hơi hơi thấy nó răng răng chút xíu ha. Em bán cho mình với giá là 900. Mã là T30, giá 900. Lưu ý là đã có báo cái lót rồi nha anh chị ơi. Đây cái lót nó như vậy nè, để em kỹ lại cho các chị coi nè. Mình xài vẫn bình thường ha. Mình nhìn thấy vài cái vết răng răng như vậy nè. Đó, nhưng mà nó không có phải là dạng giống như phun sơn mà dính đồ. Này nó không có dính đồ nha anh chị. Rồi, 900 ngàn, quá rẻ luôn. Mã T30 cho cái túi đà điểu màu đỏ. Em có hai cái túi đà điểu màu đen, rồi lót nhung cực kỳ đẹp. Cái này nhỏ gọn, xinh xắn, đi tiệc cũng được, đi làm, đi công việc gì cũng được hết. Form căng đét như vậy luôn, đẹp luôn. Size ngang là được 26 nè, cao lên 20, độ dày của nó là được 10. Khoen khóa sáng trưng và này mua tặng được nha anh chị, nó mới lắm. Form đẹp luôn á, form nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp lắm. Có khóa kéo miệng nè. Đó, bên trong là lót nhung nha, đẹp quá trời luôn. Này không có gì để chê luôn á anh chị. Cái này giá của nó là 1350 nha anh chị ơi, 1350 ha. Mã là T31, giá là 1350 cho cái túi này. Mã T31 giùm em nha. T31 1350. Rồi cái này là công sở nè. Cái này túi công sở bự hơn nhưng mà nó cũng có thể mua tặng được luôn, nó mới cỡ đó đó. Size ngang là được 33, cao lên là 27 nè, độ dày của nó được 15. Xách tay nha anh chị, rất đẹp, bên trong lót nhung. Đó, bên trong lót nhung nhiều ngăn, đựng vừa giấy A4 nha, mới lắm. Cái này em đang bán như cũng là 1.3-1.4 vậy đó, và em sale nhanh cho anh chị với giá là 1.200.000. Chốt giùm em mã là T32. Giá siêu rẻ cho cái chất lượng luôn nha anh chị. Bình thường em bán đà điểu, ví dụ như em bán 1 triệu hay là 900, 900 như cái nãy thì là tại vì cái lót nó không có đẹp về phần nhìn ha. Còn bán 900 đồ này kia là nó cũ nha. Còn này là rẻ, nó rẻ so với cái độ mới này dữ lắm rồi đó. T32, giá là 1.200.000. Rồi đà điểu em còn cái này nữa là cái clutch cầm tay nè. Clutch cầm tay hàng hiệu nha. Mẫu này thì nó có hai khóa kéo. Cái phần trái tim này là do cái chủ cũ người ta gắn vô. Cái anh này xíu mình thích cái này, mình về mình tháo cái này ra là ok ha. Cái bản thân cái khóa nó là khóa IKK như vậy. Cái này là do chủ cũ người ta gắn vô thôi. Size ngang á là được 25, cao lên là được 13, độ dày là 9 nha. Độ mới còn rất là cao nhưng mà cái này đã qua sử dụng rồi. Và mẫu khóa hai khóa do cái clutch như vậy nên cũng hiếm gặp nha anh chị. Mình đa số là mình gặp cái dạng tép kia thôi. Này là hàng hiệu của Ginza của Nhật, bên trong là lót nhung. Đó, bên trong lót nhung như vậy nha, xài Vivu và rất nhiều ngăn. Cái dáng này nó sang cực kỳ. Rồi giá của nó là 1350 luôn, chốt giùm em mã T33. Giá là 1350, mã T33 giùm em ha, 1350. Mấy cái này bình thường là phải mua giá tầm 1.5 triệu trở lên. Đối với hàng si cỡ này anh chị. Còn mà nó mới hơn là giá cao lắm. Em có một cái cặp đôi của Roberta nè. Roberta hôm qua hôm kia em có cái màu đen á. Em mới về cặp đôi này màu đỏ nha. Hai size khác nhau nhưng mà độ mới nó siêu cao. Đầu tiên là cái nhỏ này đi. Cái nhỏ này và cũng dường như chưa sử dụng luôn ha. Dáng nó sách như vậy nè anh chị. Dễ thương lắm, full da bò. Hàng hiệu của Ý.
xa ngang là được 35 cái miệng nè, cái đáy là được 22. Cao lên là khoảng 25. Độ dày là 9 cm, phối với cái chữ R này là màu đen ha, hai mặt giống nhau. Độ mới là siêu cao luôn. Ở bên trong thì là lót vải nha. Cái này thì nó có nút hít miệng. Trong lót vải dập hiệu có nút hít miệng nè, có một cái ngăn khóa kéo nhỏ nha. Roberta di Camerino có ngăn khóa kéo nhỏ mình đựng đồ kính trong đây. Xách như vậy nè, nó xinh cực kỳ luôn anh chị nha. Cái này đẹp quá trời luôn. Màu đỏ nè, đẹp lắm. Độ mới cũng siêu cao. Cái túi này thì anh chị sẽ chốt giùm em mã số của nó sẽ là T34, giá là 550. T34 nha anh chị, giá là 550 cho cái túi đỏ, cái chữ R màu đen. T34 giá 550. Còn cái chữ R này full màu đỏ luôn á thì nó còn tem còn tag nha, mới lắm. Nó còn cái tag này và cái chữ R nó màu đỏ luôn. Để vậy đi. Đó, chữ R màu đỏ luôn, nó bự hơn cái kia một chút. Size ngang là 40, cao lên của nó sẽ được đó là 30 anh chị ơi. Có nút khít miệng bên trong cũng ebon ha, cũng lót vải rồi này kia luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 580. Chốt giùm em mã là T35. Đó, chị nào thích cái nào thì mình lấy cái đó. Mình thích luôn hai cái thì mình chốt luôn chị em mình xài ha. T35 giá 580. Cái này là hàng hiệu của Ý nha anh chị, không phải hàng dởm đâu nha, hàng xịn đó. Rồi em có một cái túi này da đan chất nè, gu này gu chất luôn nè, hàng hiệu nha, quai là quai trúc, da đan quá trời đẹp rồi. Chị nào là gu mộc rồi lấy liền. Cái này không phải là nó cũ hay là nó bị xuống màu lên nước gì đâu nha anh chị. Cái da đó người ta cắt cái da thì có chỗ đậm chỗ nhạt, người ta đan vô người ta để nguyên cái màu nguyên thủy cho nó như vậy luôn, chứ không phải là nó bị cũ mấy cái chỗ đen đen này đâu nha. Ở bên ngoài mình cầm nó rất là chất luôn, kèm như mình cái tem, cái này là của hiệu này luôn nè, hiệu là Elegant hay sao nè, có khóa kéo miệng đi, xuất sắc. Bên trong cái lót quá đẹp, lót này là lót lụa, hàng hiệu của Elegant, made in Italy, có khóa kéo miệng nhỏ bên trong đây. Rồi cái này thì có một ngăn nhỏ nha, và cái này nó có khóa kéo miệng như đây nữa. Quay là quay trúc thật luôn, siêu đẹp. Size ngang là được 33, cao lên là được 19. Cái này em bán cho mình với giá là 680. Quá đẹp luôn, mình kiếm cái thứ hai không có đâu. 680.000, mã số là T36. T36 giá là 680. Tiếp theo. Một cái clutch này bằng da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà. Cái này là cầm tay nha anh chị, ví cầm tay á, chứ không phải là túi đeo nha. Cái này không có dây đeo đâu, phông cớp ha. Size ngang miệng là được 20 nè, ngang đáy là được 21, cao lên là được 15. Khoan khóa là trên đây sáng trưng luôn. Dạng cớp cầm tay nha anh chị ơi, cái này không có dây đeo ha. Bên trong là lót da. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 290 thôi, quá mới luôn. Và nó không có dây ha, mã là T37, người ta không có thiết kế dây. T37 giá 290.000. Tiếp tục một cái túi hộp da bò dán sách nha anh chị. Da bò cái này thì hơi lớn tuổi một chút. Độ mới cao, size ngang là 25, cao lên là 20. Độ dày của nó là được 10. Sách như vậy. Rồi có miệng cớp nè anh chị ơi. Bên trong là lót vải luôn ha. Trong này lót vải. Cái này em sale cho mình với giá là 420.000, đang bán 500 mấy, sale 420. Em gom đơn nha anh chị, gom đơn ngày thứ 2 đi đơn ha. 420.000 cho cái túi này, mã là T38. Độ mới còn rất là cao, phơm hộp là nó giá nó cao lắm nha anh chị. Này em sale á, các cô mình xài cái này đẹp. Rồi cái túi này bằng da bò nè. Da bò, foam này thì nó dễ gập hơn cái foam kia một chút nha. Khoan khóa là còn sáng. Và cũng là dạng foam cớp, lớn tuổi luôn. Size ngang là được 31 nè, ngang miệng là 27, cao lên là 18 nè, độ dày là 10. Khoan khóa là sáng như vậy. Góc cạnh rất ok nha, mấy này dính bụi thôi nha anh chị. Cái này các cô mình xách áo dài, đồ này kia là quá hợp rồi. Cái này giá tốt luôn. Bên trong lót vải. Cái này giá là 390.000, mã số là T39 luôn. 390, mã là T39. Anh chị gần đây dặn em săn hàng hiệu, nhưng mà mấy cái hiệu lớn lớn quá thì
Em chưa có nhiều kinh nghiệm để săn hiệu đó, thì mình đợi em từ từ ha. À, cái túi này hôm qua em có một cái nè, hôm nay có một cái tựa tựa nhưng mà hiệu khác nha. Cái này em mới về một cái của Longchamp, Longchamp mà đụng vô là hàng giá cao. Còn cái hôm qua còn là Morabito. Đây, hai cái này thì cái thiết kế nó tựa tựa như nhau, nhưng mà có cái là nó khác hiệu. Đây, cái Morabito trước nè. Morabito là thương hiệu của Pháp, da bò. Size ngang là được 33, cao lên là được 21 nha. Form này của nam, đeo chéo. Máy này dính bụi nha, độ mới còn rất là cao như vậy nè. Bên trong là nguyên cái sớ da luôn á. Rồi, dây zin của túi luôn, tăng chỉnh. Morabito Paris ha, bên trong lót sạch đẹp. Lót trong sạch đẹp luôn, món này của nam xài. Rồi, phía sau có ngăn nữa nè. Sau lưng này có ngăn nữa nè. Cái này giá của nó là 720, cái này là full da. Morabito thì nếu mà các chị giống em thì bán hàng si thì mình có hay gặp, nhưng mà đối với khi mà mình mua hàng để xài đó thì mình lại ít gặp hơn. Mà mình sẽ gặp cái Longchamp này nhiều hơn nè. Longchamp có nhiều lắm, nhiều mẫu lắm, và đa số họ sẽ làm vải phối với lại da. Hiệu này là hiệu VIP của Pháp luôn nha anh chị, hàng hiệu của Longchamp ha. Vải dù nè, phối với da thật, dây là dây zin của hãng luôn, khoan khoái dập hiệu hết. Cái này là hàng tính giá trị của nó cao lắm nha anh chị. Size ngang là 32, cao lên là được 25. Tại ta làm những cái dòng này là bằng dù thôi chứ không phải là hàng dỏm nha. Rồi, ở bên trong là có khóa kéo miệng. Lót là lót vải luôn. Lót vải nha. Này. Lót vải như vậy nha, hàng hiệu của Longchamp. Trên cái phần vải anh chị sẽ thấy nó như vậy nè, kiểu như người ta dán cái vải với nhau đó. Mình thấy nó dập dợp như vậy nè, nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Nó màu đen và độ mới nó cao. Cái đó là do để lâu thôi, chứ còn lại nó mới lắm. Cái này em bán cho mình với giá là 850. Hàng Longchamp nha anh chị. Cái hàng hiệu thì nó mắc. Mã là T41, giá 850. Cái này thì nó gọn nhẹ, hàng hiệu xịn. T41, 850. Một cái túi này của Sazaby. Sazaby này sale luôn đi. Da da gì? Da đan. Da mộc đan nha, hàng chất cực kỳ. Size ngang ấy là được 34 nè, ngang đáy là được 30, cao lên là 18, độ dày của nó là được 12, dán sách hoặc là đeo vai ha. Da rất là chất luôn. Cái này đang bán 4-500 gì em quên rồi, để em sale luôn cho anh chị cho hết hàng nè. Hàng hiệu Sazaby nha. Rồi cái này em sale cho mình với giá là 380 luôn. Mã số là T42. T42 nha, 380 ngàn. Mã T42. 380. Rồi em có một cái clutch này là của, à chưa, có cái túi đeo chéo này nữa nè, của Rina Rixi nè, đẹp luôn. Vải phối với lại da nha, hàng hiệu của Nina Rixi, form đeo chéo. Cái này nam xài được luôn, nhưng mà bảng dây thì nó không to quá nha, nam nữ đều xài được hết. Đây, cái bảng dây của nó là hai thôi, nhưng mà cái form dáng này thì nó basic ha, unisex à. Size ngang nó là được mấy đây? 28, 29 gì đó. Cao lên là được 21 nè, độ dày là 10. Khoan khóa là sáng trưng, dập hiệu Nina Rixi. Vải cũng dập hiệu luôn, góc cạnh rất là ok nha. Hàng hiệu Nina Rixi thì cái bảng mà giống như cái hình hình của viên đá đó thì mình gặp nhiều, còn mấy cái lạ lạ khác khác như vậy là mình lại ít gặp hơn. Bên trong là lót da nha anh chị. Cái này giá cũng tốt mà không có giá cao. Đấy, Nina Rixi Paris Made in Italy. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 690 ngàn. Chốt thì em mã là T34. Cái này rẻ đó anh chị. Nhầm, T43 nha. T43, giá là 690, T43. Em có một cái ống nhòm này sale nè, bữa hổm khách hỏi quá chừng luôn, nhưng mà có khách dặn mà khách để hoài không có chốt. Cái này em bán 100 ngàn, hàng là Donature gì đó, 7 x 18, feel là 4,6 độ. Cái này bán hàng sale nha anh chị ơi. Mình nhìn thì nó vẫn vẫn rõ nha, nhìn vẫn rõ bình thường, nhưng mà nó không có xa quá. Mình đi du lịch đồ này kia, leo núi đồ kia là xài ok. Hàng si ha, body thì nó cũng có những cái vết trầy nhẹ nhẹ, nhưng mà 100 ngàn thôi, mình mua
để sưu tầm cũng được. Size ngang á là được 10 nè, nhân với lại 8. Chỗ này là anh chị thấy nó khác nhau. Bên đây nó còn cái đệm, bên đây bị mất cái đệm nó rồi. Nhưng mà khi mình sử dụng thì nó không ảnh hưởng gì đâu ha. Mình vẫn thấy bình thường, rõ bình thường. 100 ngàn, mã số là T44 nha. T44 giá 100. T44 nè, 100k cho cái ống nhòm này. Rồi cái này thì trên cái kính này đó, nó có mình nhìn thấy có rễ tre một chút. Anh chị nhìn thấy cái này nó cũng không phải là quá mới nha, nó có vết trầy vết trụa này, nhưng mà cái hiệu này hiệu xịn ha, hiệu là Focus. Đó, mình chỉnh chỉnh xa chỉnh gần như đây, hiệu Focus nha. Đó. Hàng cũng xịn lắm nhưng mà nó có độ cũ nha anh chị ơi. Mình nhìn thì mình thấy có rễ tre chút xíu nhưng mà nó vẫn rõ bình thường ha, chứ không phải là quá mù thấy ghê đâu. Rồi cái này đang bán là 200 đó. Size là được 10 nè, nhân với lại 10.5. Em sale cho mình này với giá 150 luôn. Mình có thể mua về khám phá hoặc cho em cháu mình nó có đi du lịch gì đem theo ha. Rẻ tiền nhưng mà vẫn là hàng xịn nha. Rồi, cái này chốt giùm em mã số là T45 giá 150. T45 nè, 150 nè. Cái này tông màu tím nè. Cái này nó hơi dính dơ chút xíu chỗ này. Cái này chắc em lấy cồn thì em lau nó không ra đó. Mất cái sợi dây ngay đây nha. Còn nhìn thì nó rất là rõ nha anh chị ơi, hàng hiệu của Visen. Đã nhìn nó rất là rõ nha, có chữ China ngay đây. Rồi, cái này cũng đang bán 200, sale cho anh chị 150 luôn. 10 nè, nhân với lại 8, 150 ha. Ống nhòm này thì cái nào cũng nhìn xa, có xa có gần, nhìn cũng rõ hết chứ không phải cái nào mà mờ câm đâu. Mình mua về các anh chị khi nhìn thì mình cứ chỉnh tăng chỉnh theo mắt của mình thôi nha. Nhiều khi nó không ngay cái mắt của mình nhìn đó, cái mình nói sao nó mờ câm, không phải đâu ha. Cái nào cũng đã test rồi. 150, mã là T46 nè. T46 anh chị ơi, giá 150 thôi. Em có mấy cái của đợt trước khách dặn mà khách không lấy anh chị. Nên em sale luôn cho mình lấy cho hết hàng á. Đây cái này nó cũng vậy luôn, nó cũng có độ cũ nha, cũ bên ngoài á. Rồi cái này em bán cho mình 100 ngàn đó, 100 ngàn cho cái này. Chốt giùm em mã là mấy đây, T47 nè, giá 100. T47 giá 100. Còn cái này xịn nè, cái này là của Nasika. Này còn hợp luôn đó. Nhìn rất là xa và rõ nè. Cái này còn hợp nha anh chị. Hàng của Nhật ha, mắt anh nước Nhật nha. Đấy. Còn hợp như vậy, cái này người ta bán tới 50 ngàn yên lận. Nhưng mà đều cái sản phẩm này người ta có để lâu đồ này kia đó. Nó còn mấy cái tem thẻ gì thì Lâm hướng dẫn sử dụng. Đây. Mình thì coating nè, 20 gạch 100 nhân 27 mm, field of view là 1.5 độ đến 0.5 độ, made in Japan nha. Rồi mình chỉnh đây, nhìn nó rất là xa và rõ nha anh chị. Đó, chỗ này mình thấy nó hơi hơi bị kiểu để lâu á. Rồi còn lại thì ok. Cái này em bán cho mình giá 500, mã số là T48, còn hộp như vậy luôn á. T48 giá 500 ngàn cho cái này. Nó không có lỗi lầm gì hết trơn á, còn hợp luôn. Hợp ta đang bán 50 ngàn yên luôn á. Rồi, hết nha. Qua cái mã này. Túi tiếp đi. Ví nè, em có mấy ví này em sale luôn đi. Cái này của Etro. Cái này của Samatha. Cái này của Hunting World luôn. Ba cái này bán combo. Hunting World này là vải phối lại da nha anh chị, hàng của Italy á. Bên trong đựng tiền dài ở đây. Rồi, made in Italy ngay đây nha anh chị ơi. Hunting World này là giá cao lắm á. Samatha hàng hiệu của Nhật, nó hơi trầy ngay đây. Bên trong sạch đẹp ha. Rồi một cái này Etro, ba cái này hiệu lớn không nha anh chị. Etro vải nè. Bên trong thì nó hơi dính dơ, mình về mình giặt giùm em ha. Kích thước là size ngang là được 18 nè, cao lên 13,
Cái này là được 19 nè, nhân với lại 9. Cái này là 10, 11.5 nhân với lại 10. Combo này em bán cho mình 180 thôi. Combo này 180 anh chị ơi. Quá trời rẻ luôn á. Cái đây thì em giới thiệu hoài, em giới thiệu sale xả kho luôn, 180 ba cái luôn. 180 mã là T49 nha. T49 giá 180. Rồi em có combo hai cái ví móc khóa nè. Một cái này của là Burberry luôn nè, cái này là của hàng hiệu da bò. Combo hai cái móc khóa nha anh chị. Burberry này bên trong là lót vải mà người ta có ghi chữ nha. Có móc vài cái nha, nó có đồ cũ luôn. Một cái này bằng da bò. Đấy, bên trong thì cũng không có móc cái nào nhưng mà có độ xuống màu ha. Rồi combo hai cái này. Ví ví móc khóa thôi chứ không có đựng được gì khác nha anh chị. Đây nó hơi trầy nè. Combo hai cái này 100, mã là T50 luôn. 100.000. Mã là T50 giùm em ha. Anh nào có sử dụng thì mình chốt combo này giùm em luôn cho nó hết hàng. T50 giá 100. Rồi, em có một cái clutch này là của Dunhill. Hai cái clutch của Dunhill luôn. Một cái clutch này là dạng A4 nha. Cái này có thể đựng được giấy A4. Tép á, dạng tép A4 á, hàng Dunhill da bò. Nhưng mà anh chị thấy cái phần da bên ngoài đó thì nó kiểu để lâu nó có bị lão quá đó, mà thấy nó sần sần nha. Cái này khi là gửi cho anh chị thì em lau chùi sạch sẽ và lau Vaseline rồi bóng bẩy lên cho anh chị ha. Size là được 36 nè, cao lên là được 26. Bên trong lót nó có dơ, không không phải là dính bụi dơ mà dính vô đồ mình đâu, tại vì chất liệu da lộn màu kem á anh chị, khi mà mình cọ sát thì bắt buộc nó phải xuống màu, nó bị đậm màu á anh chị. Rồi cái này thì hình như là made in Italy hay sao đây nè, lâu rồi không nhớ. Đây made in Spain ngay đây nha anh chị ơi, made in Spain. Phía này có ngăn, phía này có ngăn nữa nè. Cái này em sale nhanh cho các anh mình với giá là 250 thôi, 250 để hợp đồng giấy tờ tài liệu ok luôn. Hàng Dunhill đó, em xử lý sơ sơ lau chùi lại là nó đẹp lại liền. T51 nha, giá nhiêu đó, 250. Rồi em có một cái clutch này cũng của Dunhill nữa nè, form này form nhẫn. Clutch cầm tay Dunhill ở bên trong nó cũng là như vậy luôn, nó cũng kiểu xài nhiều á nó bị đậm màu quá anh chị chứ không có dính đồ mình đâu nha. Này là da thật nha, da lộn á. Này cũng made in Spain luôn nè. Ở đây có một ngăn phía trước nữa nè. Cái này dính từ cái túi khác qua hay gì đó anh chị, có một lần nè. Cái đó chắc mình về mình cạo cạo là hết á. 23 nè, nhân với lại 15. Cái này Dunhill da bò luôn nha. Em bán cái này cho mình với giá là 280 luôn, bán xả kho luôn á. 280 mã là T52. T52 giá là 280. Rồi. Cái này là của Gillette and Clay. Em còn có một cái mẫu này nè. Cái mẫu này là cái mà em lấy ra em giới thiệu cho anh chị đó. Cái này là hàng mới nha, không phải hàng si nha. Chất liệu bằng da. Size là 17 nè, nhân với lại 12, nhân với lại 5. Cái này là có hai sợi dây, một là sợi dây xích đó đó, với hai là sợi dây này nè. Còn nó có cái thẻ nữa, với có cái túi vải đựng nữa, nhưng mà lấy tới lấy lui để quay cho anh chị xem thì riêng cái này nó mất cái đó rồi ha. Rồi cái này em sale luôn, em đang bán cái này là 485 ngàn. Nhưng mà còn có một cái này là cái mẫu thôi nha, em sale cho mình với giá là 380 luôn. Một cái duy nhất 380, mã là T53, giá là 380. Đấy, 380, chị nào xài điện thoại nhỏ nhỏ theo cái size đó mới vừa nha. T53 380 là giá sale, còn có một cái mẫu nha anh chị. Chứ bình thường cái đó 485 gì á, anh chị nào có mua rồi thì mình biết ha. Rồi. Túi da nè. Túi này da bò. Da bò nha, độ mới cao còn tem luôn. Size ngang á là được 30. Cao lên là được 18 nè, độ dày của nó là 10 cm, dán sách giùm em ha, khoen khóa đồng dạ cổ. Cái này mới lắm. Mới còn tem luôn mà. Rồi. Bên trong là lót vải như vậy nè anh chị. Cái này giá là 390 ngàn, mã số là T54. T54 giá là 390 cho cái túi này, T54 390. Một cái túi này là công sở vải nha. Cái này đáng lý là nó có kèm theo cái đồ để mình kéo nữa nhưng mà cái này nó không có. Vậy tới tay em nó chỉ có cái túi này thôi, nó không có cái đồ kéo ha. Rồi bán cái túi vải thôi. Ngang là 40.
cao lên là được 33. Góc này có hơi trầy nha, còn lại là mới lắm, chưa có xài. Rồi, ở bên trong thì nó rất là rộng như vậy. Cái này đựng quần áo hay laptop đồ cũng ok luôn. Em sale cái này cho mình với giá là 290.000, đang bán 390 đó. T55, T55 giá là 290.000 cho cái túi này. Một cái túi da bò màu kem, da bò màu kem phơm công sở nha anh chị. Size ngang là được 38, cao lên là được 25. Đấy, có nhiều ngăn lắm, có chỗ móc dây đó nhưng mà nó mất cái dây rồi. Này mình xách công sở ok, đựng được rất là nhiều đồ ha. Cái này sale cho anh chị với giá 200.000, mã là T56. T56 giá 200. Một cái túi foam Kelly nè anh chị. Túi này màu xanh lá cây. Foam này là foam Kelly nha. Còn ổ khóa, còn chìa khóa đây. Cái này là da kỳ nhông kỳ đà anh chị. Foam vậy, xinh không? Da kỳ nhông kỳ đà màu xanh ha. Mà người ta không có làm cái dạng bóng lên giống như mấy cái hõm giờ em bán. Size ngang của nó sẽ được là 22 cái đáy nè. Ngang miệng là 19, size rất là vừa xài ha. Nhân với lại mấy đây, nhân với lại 18 nè, nhân với lại 10. Khoan khóa là còn sáng, độ mới cao nha. Cái này là da kỳ nhông kỳ đà đó anh chị. Rồi foam Kelly mở ra như vậy. Ở bên trong là hàng có hiệu nha. Đây, có tem hiệu như đây. Lót là lót nhung luôn anh chị. Lót nhung như vậy. Cái này là da độc lạ anh chị ha, chứ không phải da bò. Hàng có hiệu luôn. Cái này em bán cho mình 950 thôi. Bình thường mấy cái da kỳ nhông kỳ đà là phải tiền triệu, và foam này nữa. Bán này là T57 giá 950. Màu xanh lá. Da trăng nè. Da trăng foam sách. Cái này nó hơi cũ qua cái quai. Sale cho anh chị luôn. Size ngang là được 36 nè, cao lên là 28, độ dày là 12. Cái quai nó hơi đậm chút nha anh chị, nhưng mà mình khi mình xách thì cũng bình thường thôi. Trong là lót nhung. Cái này em đang bán là 690, em sale cho anh chị với giá là 500. T58 500.000. Mã T58 giùm em ha, 500. Rồi. Một cái túi này bằng da. À, da này là da tổng hợp hãng của Samatha. Mình nhìn tưởng đâu da bò xước không mà, nhưng không phải đâu, nó da tổng hợp đó. Nó có trầy chút xíu chỗ này nha. Hàng Samatha Vega của Nhật. 35 nè, nhân với lại 25, nhân với lại 14. Mở vậy. Ở bên trong là lót vải nha anh chị, còn cả dây đeo luôn. Hàng đẹp nha. Nó có trầy chút xíu chỗ đó thôi, còn lại bên trong rất là đẹp anh chị ơi. Không có xấu đâu, và dễ xài nữa. Hàng hiệu nữa. Sale cái này cho anh chị với giá là 290.000. 290. Samatha anh chị sạch thử cái hiệu đó, người ta bán mắc lắm. Mã là T59, 290. Web người ta bán, đang bán cực kỳ đắt luôn. Cái cặp này bằng vải nha, cặp laptop bằng vải. Còn dây đeo, gọn nhẹ luôn. Còn dây đeo bên trong anh chị ha. Bằng vải thì mình về mình giặt lại giùm em, dính dơ chút thôi. Sale cái này cho anh chị với giá là 250. Size ngang là được 40 nè, cao lên là được 30. 250 nha. 250, mã là T60. Giá là 250. Rồi, một cái Renoma. Foam này là foam công sở đeo vai, da bò. Renoma độ mới 85%. Size ngang miệng là được 25, cao lên là được 33. Này được A4 được nha anh chị. Góc thì nó có hơi sờn chỗ này chút xíu nè. Rồi, gài như vậy ha. Bên trong lót vải nha. Sale cái này cho anh chị 350 luôn. Quá rẻ cho thương hiệu này đó anh chị. 350, mã là T61. Anh chị mình săn sale là nhất định phải săn mấy cái này. Hàng siêu rẻ. Mấy cái hiệu này bình thường không có giá này đó anh chị. Cái này nó còn lại của đợt trước á, em sale á, em khui hàng mới liên tục á. Và hàng si đó anh chị. Thì ví dụ như một đợt hàng về á, mà mình còn sót lại một cái hai cái là xem như là nguyên đợt đó, là mình không có lãi luôn. Cho nên bắt buộc shop nào cũng vậy thôi, không phải riêng shop em, là những cái còn sót lại là bắt buộc mình phải khuyến mãi xả kho, thì nó hết nguyên một đợt á, thì mình mới có lãi để mình lấy thêm hàng mới được ha. Cho nên là nếu mà anh chị đã mua những cái sản phẩm khác với giá khác hơn, và sau đó thì em có sale chăng nữa thì mình cũng hoan hỷ thôi. Mình đã mua được những cái sản phẩm kia với giá rất là tốt rồi, còn mình săn sale á, thì ít sự lựa chọn hơn, thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút xíu anh chị nha.
cái nào cũng có mặt lợi mặt hại ha. Rồi, cái này là một cái ba lô da bò, mặt trước rất đẹp, mặt sau thì nó có bị cấn, cái dây này cấn vô nè, bằng da, cái này nhỏ gọn thôi, mình mua cho em cháu mình cũng được. 23 nhân với lại 20, bên trong lót vải nha anh chị. Cái này có ngăn chỗ này. Em sale cái này cho mình với giá là 290.000. Mã là T62. T62 giá là 290 cho cái ba lô. T62 giá 290. Rồi, cái đôi giày. Em còn hai đôi giày của đợt này, một đôi giày của Ý nè. Đôi giày chuyên dụng nha. Đôi giày này đi phượt đẹp lắm, chất cực kỳ luôn. Chị nào đúng gu là mình chốt liền hàng made in Italy luôn. Cái này của nữ nha anh chị. Mà nó full da thật á, da mộc á, da thật nè. Hàng của là Sirio, anh chị search thử chữ Sirio Su là cái chữ giày đó thì mình sẽ ra được những cái mẫu này luôn. Giá cao lắm anh chị ơi, hàng Ý mà, đâu có rẻ đâu. Đó, cái này hàng si nha, nhưng mà nó chất lắm. Bên trong á là ghi size của nó là size 235 5.5 US gì nè. Rồi made in Italy. Rồi size em đo được á là nguyên cái đế này nó được là 26, nhưng mà khi mà anh chị đeo á, mình mang á thì cái chỗ này mình không có thể mang tới đây được ha. Thì nó rơi tầm khoảng 25 thôi. Chân em 38 là mang không vừa nha, mang nó bị chật á anh chị. Cho nên là anh chị tầm khoảng 37 đổ lại thôi. Nó rộng chút không sao, nhưng mà nếu nó chật á thì nó sẽ bị đau chân ha. Mấy này mình mang mình đi đi phượt đồ này kia là quá đẹp quá chất luôn. Rồi. Đang bán cái túi ở cái giày, cái dưới đáy này vậy. Nó sẽ có hơi lớp lông bên trong ha. Đang bán là 608 và sale nhanh cho anh chị với giá là 550.000 luôn. Đôi duy nhất. Mấy này là hàng xăng á anh chị. T63 giá 550. Đâu có kiếm được cái thứ hai vậy nữa đâu. T63 giá 550. Rồi em có một cái đôi giày công sở của Coach. Này là giày công sở của Coach full box nha, nhưng mà là hàng còn có qua sử dụng rồi. Người ta giữ cái hộp thôi. Có qua sử dụng rồi nha, giày công sở. Cái kiểu dáng rất là basic luôn. Này. Còn tọ sổ nè, cái hộp mình cũng còn cái tem chỗ này luôn. Nhưng mà cái giày này xài rồi anh chị. Ở cái đế này mình về mình đem ra tiệm cho người ta dán đế lại ha. Cái chữ code nó dập ở đây luôn nè. Code này là size 8.5, tương đương với khoảng là 39 đó. Em là size 38, em mang nó hơi rộng á. Chị nào 39 là mang này đẹp luôn. Đi làm công sở siêu đẹp, chất liệu da bò thật nha anh chị ơi. Đẹp lắm. Này. 38 là chốt liền. Form này mình mặc với đồ công sở hay đồ đi tiệc hay là quần jean đồ này kia nó cũng vẫn vừa luôn ha. Size này size 39 nha anh chị. Đang bán với giá là 850 và sale cho anh chị với giá là 800. Cái này thì không có sale nhiều anh chị ha. Cao gót quên nữa. Cái gót này là gót 7 phân. Rất là vừa xài luôn mà kiểu dáng nó quá dễ xài. Chị nào mà đúng size là mình phải chốt liền. Hàng da thật của Coach Mỹ luôn á. Rồi. Túi du lịch nè. Túi du lịch thì em còn cái này. Cái này là full da bò. Hàng made in Italy luôn nha. Cái này là full da bò, hàng hiệu của Valentino. Full da. Mấy cái full da này tiền triệu không đó anh chị. Cái này thì độ mới nó rơi vào khoảng cỡ 85% ha. Size ngang là được 46 nè. Cao lên là được 25. Độ dày của nó là 20. Khoen khóa là nhập hiệu Valentino made in Italy hết nha. Có chỗ móc dây. Bên trong là lót da. Ghi về Valentino Lessat gì đó, made in Italy ha. Còn dây. Dây đeo đây, cái này là em để form thôi. Còn dây đeo, có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ nha. Rồi. Cái này em sale cho anh chị với giá là 800.000 luôn, không biết không bán nhiêu nữa. 800.000 sale xả kho nha anh chị. Bình thường là full da như vậy mà hàng hiệu nữa là không có dưới 1 triệu đâu ha. 800.000, mã là T64. Anh chị nào đang đi du lịch thì chốt liền, cái này xài cực kỳ bền. T64 giá 800. Rồi em có một cái túi này da tổng hợp giá rẻ nè. Này đang bán 200 mấy đó, sale cho anh chị 200 luôn. Bự ha, da tổng hợp phối với lại cái phần màu sáng này là da bò, phần màu tối này là da tổng hợp. Size ngang là được 46 nè, cao lên là 30, độ dày là được 24. Mẫu này thì chỉ xách thôi, không có dây đeo nha. Bên trong nó như vậy.
sale cho anh chị với giá 200, cái này đựng được nhiều đồ lắm. Da tổng hợp phối da bò. T65. T65 nha anh chị, giá 200 ngàn. Mã T65. Tiếp tục. Lông. Lông em còn mấy mẫu này. Còn nguyên con cáo nè. À con này con trộn. Bà không có con nhỏ là con cáo, anh chị bán rồi, con trộn này còn lại nha. Tức là nguyên con nhưng mà người ta đã có thuộc rồi, nó không có bị hôi, không có bị gì hết trơn anh chị. Và đây là một trong những cái sản phẩm hàng xa xỉ nha anh chị, không phải là hàng bình thường đâu. Và có một số nơi người ta còn không cho bán nữa đó. Cái này mình săn dữ lắm mới có nha anh chị ơi, không phải là hàng đại trà ha. À, chị nào mà hơi sợ thì mình bỏ qua khúc này nha. Cái này cái lỗ tai luôn nè. Mắt này là mắt giả. Mũi này là thật nè. Rồi chỗ này người ta kẹp một cái này để cho nó cứng cái đầu lại đó. Cái này để mình gài nha. Này các chị nếu mình không thích á, thì mình cũng không có cần phải tròn đâu. Mà mình mua mình sưu tầm mình treo đồ đó. Nó nhìn nó cũng độc lạ lắm. Mấy này hàng giá trị cao lắm. Nè, cái này ta mai hai cái da nó lại rồi ha. Có cái chỗ này nè. Em thấy nó hơi hơi răng răng cái chỗ cái da này. Mình về mình có thể khéo khéo nó lại giùm em nha. Vậy thôi à. Cái con này thì nó bự. Cái đuôi nè. Đo từ đầu tới đuôi luôn nè. Là được 105. 105 nha anh chị. Cái này hôm trước em bán là 900. Đấy. À, và em sale cho các anh chị mình với giá 800 ha. Mình có mua để sưu tầm gì mình mua chốt luôn dùm em cho hết hàng nha. 800 ngàn cho cái con này. Mã số là T66. Cái này anh chị thử sạch cái chữ khăn tròn con trồn là mình ra được cái hình này. Đó. Người ta tròn thử thiệt luôn á anh chị. Nhưng mà đôi khi mình không có sử dụng được thì mình có thể mua để sưu tầm, mua để treo trong nhà rồi đó anh chị ha. Mã số của nó sẽ là T66. Giá 800. Rồi. Lông thì em còn cái khăn tròn nữa nè. Khăn tròn này coi bộ dễ hơn, mình đỡ phải lo nghĩ hơn. Khăn tròn đó thì á, nó không phải giống mấy cái mà hôm giờ anh chị mua, mà nó sẽ là từng cái đuôi đó. Mình thấy nó có cái độ tròn tròn từng cái đuôi gắn lại với nhau vậy nè anh chị. Nhưng mà khi mình tròn vô thì nó cũng không có thấy hình tròn đó đâu. Đó, nhưng mà khi mình cầm vô là cái đuôi nha. Rồi, kích thước của cái này lông thật hết anh chị. Hàng độc lạ đó. Size là được 64 anh chị ơi. Cái này em đang bán với giá là 408 và sale cho các anh chị với giá là 400. Hết anh chị. Tức là em còn mấy cái này nữa là em hết phần lông rồi đó. Mấy này lâu lâu mới có một đợt thôi, không có nhiều. Rồi cái miếng lông để mà mình decor trang trí hay là mình chụp hình nè. Hôm trước bán từng miếng luôn, hôm nay em bán combo luôn. Combo hai miếng này nha, chị nào có chụp ảnh decor sản phẩm rồi mình lấy nha. Rồi, lông thật hết nha anh chị. Size của miếng này là khoảng 45 nhân với lại 32. Em có hai miếng nè, một cái màu đậm hơn với một cái màu nhạt hơn. Phía sau lưng là cái da của nó đó anh chị. Rồi, combo hai miếng này em bán cho mình với giá là 500. Mã số là T68, giá là 500 ngàn cho combo nha. T68 là hết. Em hết đợt lông này là cũng săn lại hơi lâu, hơi khó cho anh chị. Mấy hàng này lâu lâu mới có. Rồi, nước hoa. Nước hoa em chưa về hàng mới đâu. Cái này em dọn kho, em gặp được mấy chai em bán rẻ cho các chị mình xài luôn ha. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, chai này cũng thơm lắm. Còn ít nha. Dạng xịt trời, mùi thơm nó rất là xịn nha. Mùi hương hoa và nó cũng không có già lắm đâu. Cỡ khoảng 30 là mình cũng xài được rồi. Dolce Gabbana, cái này là EDT nha anh chị. Tem Nhật dưới đáy đây. Chai này 50ml mà nó còn nhiêu đây ha. Bình thường mà mấy hàng hiệu mà 50ml thì em bán cũng phải là 300 mấy anh chị. Cái này em sale cho mình với giá là 250 thôi cho cái chai hiệu này. Dolce Gabbana. Mình hoặc là người ta đọc là Dolce and Gabbana đó, em hay đọc vậy. 250, mã là T69. T69 nè, 250. Cái này là nước hoa chưa có về nha anh chị, cái này là hàng còn lại á. Em bị sót á. Chai này là của Sibai Chloe Chloe nè. Cái dòng là dòng lớp nha. Dòng này là hương ngọt và còn nhiều lắm. Cái nắp nó có cái đồ gài là như vậy nè.
Mùi hương này ngọt ngào, nhẹ nhàng luôn, trẻ luôn, tem Nhật dưới đáy đây. Chai này là nó ghi mấy ml đây? 50 ml mà nó còn rất là nhiều. 50 ml nó còn trên 90% luôn. Nhiều lắm. Cái này em bán cho mình với giá là 450. Cái này thì hương ngọt, còn cái chai Dolce hồi nãy là cái hương nó giống như là hương nó sang hơn. Còn này là hương ngọt ngào, nhẹ nhàng, nữ tính hơn. T70 giá 450, quá trời rẻ cho mấy chai này. Rồi. Cái này là Christian Dior Paris, dòng này là dòng xịt luôn nha anh chị. Để xịt thử miếng này. Mùi hương cổ điển nha, mùi hương cổ điển. Cứng tuổi, bốn mấy trở lên mình phải xài chai này nha. Christian Dior US này, made in răng 30 ml mà nó còn nhiêu đây. Chai Dior này em bán cho mình với giá là 400. 400 ngàn. Mã của nó sẽ là T71. Giá 400. Dior 400 ngàn luôn. Rất là nhiều, rất là đầy. Rồi chai này là chai Nina Ricci nè. Thôi còn nhiêu đây combo luôn đi. Chai này hư rồi. Chai này là của Legalian gì nè. Chai này là của Nam. Chai này Nam nha. Hiểu nó nè. Nó còn nó có chai đen nha, không biết còn nhiều hay ít anh chị, em bỏ luôn vô ha. Chai này là của Perfume S4 dạng trắng nhiều đó đó. Chai Nina. Nina này của nữ dành cho các cô nha. Mùi của Nina thì là mùi cổ điển và nó hơi trung niên ha. Chai này còn nhiều lắm, dạng xịt luôn đó anh chị. Rồi, chai này còn rất là nhiều, chai này cũng còn rất là nhiều dạng chấm nha anh chị ơi. Rồi, combo này anh chị chốt giùm em mã là T72. T này 72 nha. Combo này em bán cho mình 300. T72 hết trơn bốn chai đó đó. 300 ngàn. Rồi là hết. Cái này thì nước hoa em chưa có về thêm anh chị. Anh chị dặn lắm nhưng mà em chưa có về thêm ha. Chưa tới. Nhà hàng tới em giới thiệu, còn cái này nó xót kho thôi, em bán rẻ thôi anh chị nha. Em kết thúc video này ở đây anh chị ha. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo thì em sẽ có thêm những cái sản phẩm hàng mới về rất là đẹp, độc lạ cũng như là hàng hiệu xịn cho anh chị mình săn hàng ha. Và cũng có những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa. Cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.